Rồi quý vị ơi, hôm nay buổi sáng còn lại mấy anh yêu cầu ngày hôm qua tôi chưa giải quyết được, tối quá bây giờ sáng nay tôi có thời gian tí tôi quay cho anh này anh xem. Đây là anh ship gà nha, ship gà ship vịt gì đó lên xem nha. Đây là cái anh yêu cầu cái cây điệp lào với một cây điệp lào với một cái cây euro đó, tôi quay cho anh coi nha, để tôi chỉnh lại coi đây nè đó. Rồi anh ship gà gì đó nha, vô xem nha, để hồi tôi nhắn tin cho anh coi đi nha, được thì tôi gửi hôm nay luôn nha. Đây nè, cái cây này là một cây euro, ông quen rồi á thì khỏi cần chuyển khoản, ship code luôn. Với một cây điệp lào, cây euro này 250 bao ship, cây điệp lào cũng 250, hai cây 500 đó. Ông thấy ông nhắn tin hoài tôi mới quay cho ông đây nè. Đó, cái này là nó cũng chuẩn bị ra bông thôi, mấy cái đợt hổm nó ra bông dữ lắm rồi. Cây này chiều cao 2 tấc, 4 tấc đó nha, 4 tấc rưỡi đó. Còn cây này chừng 2 tấc thôi, cây euro 2 tấc thôi. Rồi nha anh ship gà, một cái cây điệp lào 250, cây euro 250 bao ship nha. Nè tôi quay xa ra cho anh xem luôn nè, cây dài xanh nó ướm đi nha. Rồi được thì alo tôi nha. Rồi xuống luôn đi Bi ơi, anh ship gà.